Làm hì hục cả một năm trời, giờ cháu mới dám mua con bàn phím cơ bốn củ mà bị gọi đua đòi các thứ. Chú cho cháu câu nào hay để phản đam chú, với ạ? Chú à? Nói thật với mày là mày mua bàn phím bốn củ là mày là chú mà là người thân mày chú cũng chửi con ạ, nhá. Hiểu không? Mẹ mày chú mà là người thân mày chú cũng chửi, bốn củ mua bàn phím ạ, mẹ mày thằng dở hơi. Chú xin thông báo mày nha. Bàn phím chú dùng 2 năm nay rồi. Bàn phím 2 triệu dùng lắc bét ra luôn, vẫn chưa hỏng được nào luôn. Vẫn sạch bóng kinh kíp. Mẹ mày thề, chuộc đây, chú dùng 4 năm rồi vẫn dùng được. Chuột của Logitech vẫn dùng bình thường. Mẹ bây giờ mày dùng 4 triệu mẹ mày số tiền mày có thể dùng để báo hiếu cha, để mua cho mẹ già một tấm váy mới, để đứa em gái bé bỏng của mày, nếu mày có em gái, có tấm áo mới đến trường đón khai giảng. Thay vào đấy mày dùng 4 triệu để mua cái bàn phím thì mày có thấy sai sai không? Sai quá cháu ơi, đi nước này là sai rồi. 4 triệu việc kim thì dùng mà mới khác đi chứ. Chết. Quá tệ. 4 củ bàn phím là sai quá rồi, thật 4 củ bàn phím là quá sai rồi. Hello anh em, là tôi đây. Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi mua đồ tại Hà Nội Computer. Nhìn nó này, bàn phím tôi mua được 3 đến 4 tháng tại Hà Nội Computer và bây giờ nó không lên nữa luôn. Cắm hết dây rồi nhá, có liên tục không lên phím. Oh my god, bàn phím chú dùng 2 năm nay rồi. Bàn phím 2 triệu dùng lắc bét ra luôn, vẫn chưa hỏng được nào luôn. Vẫn sạch bóng kinh kíp. Mẹ mày thề, chuộc đây, chú dùng 4 năm rồi vẫn dùng được.